Ghi nhận tại hiện trường, số cây thông bị đầu độc là 674 cây, trên diện tích 16.800 m², mỗi cây có đường kính từ 25-40 cm. Tại địa bàn thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, thuộc tiểu khu 274, lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ, BQLZH, Nam Ban chịu trách nhiệm quản lý. Ông Hồ Cảnh Minh, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban cho biết, các đối tượng thực hiện phá rừng bằng cách lợi dụng trời tối, dùng các loại khoan giảm âm để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đã cùng các đơn vị liên quan huy động lực lượng dùng dầu nhớt đổ vào lỗ khoan để cứu cây và sẽ tiến hành khảo sát lại để đánh giá mức độ thiệt hại. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.